quan trọng nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay, chúng ta không thể không kể đến những người thân, những người mẹ, người cha, người vợ, người chồng, người con của những cán bộ giáo viên đang có mặt tại đây. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón người thân của cán bộ giáo viên hệ thống giáo dục Ban Mai. Thay mặt cho chủ tịch, chúng tôi xin long trọng tuyên bố lễ tri ân chủ đề lan tỏa yêu thương của hệ thống giáo dục Ban Mai xin chính thức bắt đầu.